Chào các bạn à, Trong bài học à, số 5 ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn các hiệu ứng đặc biệt trong cái việc soạn thảo văn bản Nội dung của bài học ngày hôm nay gồm có 7 phần Phần đầu tiên tôi hướng dẫn các bạn đó là chèn ký tự đặc biệt à, Thế thì à, chèn ký tự đặc biệt có nghĩa là gì? À, các bạn thấy là khi mà các bạn à, muốn đánh những cái chữ ví dụ như là à, à, Các bạn à, ví dụ như muốn đánh A còng thì đương nhiên các bạn nhìn thấy ở trên... À, trên bàn phím đúng không ạ? nhưng các bạn muốn đánh hình trò tay này, à, các bạn muốn đánh à, ví dụ như là những cái à, phép toán học hay là các bạn muốn đánh à, dấu à, mũi tên mà các bạn không thể thực hiện được trên bàn phím thì các bạn sẽ chèn ký tự đặc những cái ký tự đó người ta gọi là ký tự đặc biệt. vậy ký tự đặc biệt khi các bạn làm thì nó có một cái đối tượng để giúp các bạn có thể chèn ra được. À, đó chính là người ta gọi là symbol. À, các bạn có thể nhìn lên màn hình và tôi sẽ hướng dẫn các bạn cùng chèn đầu tiên các bạn khởi động chương trình Word. Khi các bạn khởi động chương trình Word mà các bạn các bạn nhập dữ liệu, các bạn nhập dữ liệu ví dụ như là um, bài 1, bài 1 thì không có vấn đề gì đúng không ạ? Một la mã thì các bạn có thể đánh được từ bàn phím. Nội dung của phần một la mã một nhỏ ví dụ như vậy. Khi mà các bạn đánh lên cái phần dưới a nhỏ b nhỏ và đến những cái có những cái dấu chấm hoặc là có những cái dấu hình trỏ tay các bạn muốn làm cho nó đẹp thì các bạn đặt con trỏ tại vị trí mà các bạn cần chèn các bạn vào insert trong cái phần đó là phần symbol trong cái nhóm symbol các bạn sẽ chọn vào cái mũi tên của biểu tượng symbol nếu như mà cái biểu tượng hoặc là cái ký tự mà các bạn cần chèn mà nó có ngay ở ngoài phần phần ngoài các bạn có thể lựa chọn còn nếu trong trường hợp mà nó không có các bạn có thể chọn là more symbol khi các bạn chọn là More Symbol thì nó sẽ xuất hiện một cái bảng có tên là bảng Symbol. Trong cái tab đầu tiên là tab Symbol, các bạn có thể lựa chọn cái phông mà người ta hay lấy những cái ký tự mà người ta chèn. Các bạn có thể lựa chọn những cái phông ví dụ về ký tự thì các bạn lựa chọn những cái phông bắt đầu bằng .vn hoặc các bạn làm những cái số mà có ngoặc các bạn có thể lựa chọn ở những cái phông đầu tiên. Còn nếu như các bạn muốn lấy những cái hình trở tay, những cái hình đặc biệt thì thường thường người ta hay lựa chọn ở những cái phông ví dụ như là phông Winding phong huynh đinh đã đây huynh đinh ạ à, các bạn có thể nhìn thấy ví dụ hình mặt cười hình điện thoại hình quyển sách hình cái chuông rất là nhiều hình muốn lựa chọn hình nào thì các bạn kích chuột vào hình đó hoặc các bạn có thể lựa chọn hình tay cầm bút hoặc các bạn lựa chọn hình trỏ tay hoặc hình like đúng không ạ không like đúng không ạ đấy ví dụ những cái biểu tượng các bạn sẽ nhìn thấy các bạn chọn insert khi các bạn lựa chọn insert thì các bạn sẽ nhìn thấy gì ạ có được cái ký tự đặc biệt đã được chèn ra đây các bạn chọn close để đóng hộp thoại symbol lại. Trong phần chèn các hiệu ứng đặc biệt, chúng ta còn làm quen với một cái hiệu ứng chèn nữa, đó là chèn công thức toán học. À, như các bạn đã biết, nếu như thực hiện công thức toán học mà các bạn gõ bình thường hoặc các bạn dùng cái biểu tượng symbol như cái biểu tượng chèn ký tự vừa rồi để thực hiện cái việc chèn công thức thì các bạn sẽ rất mất thời gian và nó rất khó khăn. Ở trong Word người ta có một cái chức năng, người ta gọi chức năng đó là chức năng equation hay còn gọi là chèn công thức toán học cũng cùng trong một cái thẻ lệnh insert thì chúng ta sẽ làm quen với cái biểu tượng equation cũng trong nhóm symbol mà các bạn vừa lựa chọn tôi chọn biểu tượng equation khi lựa chọn equation thì tôi có thể lấy những cái khuôn mẫu những cái mà công thức theo khuôn mẫu hoặc tôi có thể chọn insert new equation à, các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ nhập cái công thức vào đây khi các bạn nhập công thức thì ở phía bên trên nó có một cái người ta gọi là một cái thẻ lệnh ngữ cảnh nó sẽ xuất hiện và các bạn có thể lấy những cái đối tượng đơn các bạn nhập công thức tùy theo ý của các bạn hoặc là các bạn nhập theo những cái công thức mẫu phần thứ ba trong cái phần chèn các hiệu ứng đặc biệt này đó là chèn các cái dấu và các cái đề mục thế thì các dấu và các cái đề mục nó khác gì với cái symbol các bạn thấy là khi mà tôi thực hiện cái việc đó là chèn symbol tôi chỉ chèn được cho một đối tượng hoặc là chèn được cho một dòng, chèn được cho một vị trí. còn nếu tôi muốn chèn cho nhiều cái đầu dòng thì tôi lại phải bôi đen và tôi copy xuống. thế như vậy thì tôi cũng cũng mất thời gian đúng không ạ? Ở trong này nếu như các bạn chú ý là các bạn chèn đơn lẻ, chèn một cái thì các bạn vào symbol hoặc là chèn những cái ký tự mà uh, ít thôi thì các bạn có thể lựa chọn là các bạn vào symbol. còn nếu như mà tôi có nhiều cái đầu dòng, tôi có nhiều cái đầu dòng và tôi muốn chèn vào tất cả những cái đầu dòng này. À, tôi có một cái cách lựa chọn đó là tôi bôi đen tại thẻ lệnh home tôi có hai cái biểu tượng biểu tượng thứ nhất đó là bullet bullet là chèn ký hiệu tự động và number là chèn số thứ tự tự động thế thì cái đầu tiên tôi hướng dẫn các bạn đó là chèn bullet tôi có thể chèn bullet tôi lựa chọn cái kiểu bullet mà tôi muốn chèn đây các bạn có thể nhìn tôi lựa chọn các cái kiểu bullet kiểu nào thì các bạn có thể tùy ý à, sau khi lựa chọn được cái kiểu Ví dụ tôi lựa chọn một cái kiểu hình chấm. Bây giờ tôi muốn thay đổi lại cái kiểu bullet khác thì tôi lại vào bullet và tôi chọn cái gì ạ? Tôi chọn đó là chain list level hoặc là tôi chọn define new. Và vào đây thì tôi lại có một cái đối tượng đó là đối tượng symbol, có một cái cái nút button là symbol. Tôi quay trở lại symbol, quay trở lại cái hộp thoại symbol như lúc đầu tôi đã chèn. Tôi lấy vào đây một cái ký tự bất kỳ mà tôi mong muốn Tôi muốn tất cả các đầu dòng đều là hình tay cầm bút. Tôi lựa chọn hình tay cầm bút. Tôi chọn OK. Và tôi chọn OK. Thì tất cả những cái đầu dòng nó sẽ được chèn cái ký tự mà tôi mong muốn. Nhưng chèn liền một lúc. Đấy là về bullet. Cái thứ hai nữa là tôi muốn chèn số thứ tự tự động. Vậy muốn chèn số thứ tự tự động, tôi cũng bôi đen đúng các cái đối tượng mà tôi muốn chèn số thứ tự tự động. Tôi lựa chọn vào mũi tên của biểu tượng numbering Tôi lựa chọn kiểu, tôi muốn kiểu số, kiểu số mở ngoặc, tôi muốn số la mã, tôi muốn ABC, hoặc tôi muốn ABC nhỏ mở ngoặc. Thì tôi có thể lựa chọn một kiểu bất kỳ, tôi có thể lựa chọn ABC chấm. Bây giờ tôi lại đổi ý, tôi muốn là ABC phải có gạch ngang bên cạnh. Vậy tôi chọn gì ạ? Tôi chọn Define New Number Format. Tại Number Size tôi có thể lựa chọn lại kiểu, lại cái kiểu... Number khác Tại number format các bạn lưu ý là không được xóa những cái ký tự Ví dụ như là ABC Những ký tự đấy là ký tự tự động đúng không? Tôi chỉ có thể xóa định dạng đi kèm với nó Và tôi thay đổi lại Xóa dấu chấm Tôi thay đổi thành dấu gạch ngang Và tôi lựa chọn là ok Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi có thể thay đổi được Những cái kiểu định dạng đi kèm Còn có một trường hợp nữa Đó là sự kết hợp của bullet và number à, Tôi lấy ví dụ như thế này ạ. À, tôi muốn là hai dòng đầu tiên của tôi. Đó là gì ạ? Hai dòng đầu tiên là 1 2. Tôi có thể chọn số 1 số 2, tôi kích thẳng. Tôi sẽ có số 1 số 2. Hai dòng tiếp theo là kiểu bullet, tôi có thể chọn kiểu bullet. Và 3 dòng tiếp theo nữa của tôi, tôi sẽ có là 3 4 5 chẳng hạn. Nhưng nếu như mà các bạn kích chuột vào biểu tượng năm ring thì đây nó lại là 1 2 3. Khi mà các bạn kích chuột vào numbering nó là 123 Các bạn muốn đổi lại để nó tiếp nối cái số thứ tự tự động bên trên Các bạn có thể kích chuột vào biểu tượng Auto Correct Option Là cái biểu tượng bên cạnh cái số thứ tự tự động mà các bạn vừa tạo Các bạn chọn Continue Number Và nó sẽ đổi lại thành năm, Hoặc các bạn có thể đặt con trỏ ở phía bên trên Các bạn nháy vào chuỗi quét Tại thẻ lệnh Home Nháy chuỗi quét Các bạn quét lại cho cái phía bên dưới nó sẽ có tiếp nối. Hoặc cách thứ ba là sau khi các bạn đã chèn được cái bullet rồi, hoặc chèn được cái number rồi, các bạn muốn đánh lại số của nó. Có nghĩa là các bạn muốn đánh là 3 4 5. Các bạn có thể chọn vào chính cái biểu tượng numbering đó. Các bạn chọn set number value. Các bạn lựa chọn start value to, các bạn có thể lựa chọn bắt đầu từ 3, các bạn chọn ok thì các bạn sẽ được 3 4 5. À, còn có rất nhiều trường hợp ví dụ chúng ta có thể làm theo cấp nếu như trong trường hợp các bạn muốn làm theo cấp, à, các bạn có thể vào thêm một cái biểu tượng nữa. Người ta gọi đó là biểu tượng Multi-Livelit multi có nghĩa là gì? À, các bạn muốn làm là ví dụ như là cấp 1 là một la mã, cấp 2 là một nhỏ, cấp 3 là a nhỏ, ví dụ như vậy. Thì cái cách thực hiện nó sẽ như sau. Các bạn bôi đen toàn bộ cái nội dung cái văn bản mà các bạn định làm các cái cấp khi thực hiện bullet và thực hiện number các bạn lựa chọn mũi tên của biểu tượng multi -leveled. Các bạn lựa chọn là Define New multi -leveled. Khi các bạn lựa chọn thì ở cái hộp thoại đầu tiên nó có là đó là gì? Click Level to Modify Các bạn lựa chọn cấp 1 Cấp 1 của tôi muốn là mạng số La Mã Thì tại cái Number Style tôi có thể lựa chọn Đó là một La Mã, hai La Mã, ba La Mã Tôi muốn định dạng đi kèm là dấu chấm Thì tại cái dòng Enter Formatting Enter formatting front number Tôi có thể sửa lại Xóa dấu mở ngoặc Đánh vào đây dấu chấm à, Đấy là về là cách 1 Level 1 Chuyển sang level 2 tôi muốn đây không phải là A nhỏ Mà đây sẽ là một nhỏ Vậy thì tại number style Tôi lại lựa chọn Đây là 123 Và số 123 này của tôi thì Tôi để nguyên là dấu mở ngoặc Sang đến cấp thứ 3 Tôi có thể lựa chọn Đây sẽ là ABC chứ không còn là iii nữa thì tôi có thể lựa chọn là abc để các bạn thấy là kể cả sự kết hợp của numbering và bullet tôi lựa chọn là ok khi tôi lựa chọn ok thì tất cả mọi cái tất cả mọi cái tiêu đề mà tôi tham gia hoặc là tất cả mọi cái cái dòng mà tôi tham gia nó đều là một kiểu đầu tiên vậy thì tôi muốn dòng thứ hai nó là cấp 2 tôi đặt con trỏ tại dòng thứ hai tôi kích chuột vào biểu tượng Ingredient trong nhóm Paragraph của thẻ lệnh Home. Tôi chọn biểu tượng Ingredient. Đó là gì ạ? Giảm cấp. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay là tôi có số 1. Phía bên dưới 1 tôi có hai dòng là AB. Vậy tôi lại giảm cấp Ingredient một lần, hai lần. Thì đây sẽ là AB. Phần tiếp theo là hai la mã tôi để nguyên và hai phần dưới. Đây của tôi sẽ là gì ạ? À, hoặc là các bạn chú ý là khi mà các bạn làm nhầm ví dụ b các bạn làm nhầm đây không phải là b mà đây là hai các bạn có thể tăng cấp trở lại bằng cách kích chuột vào biểu tượng ngược lại của increment đó là đi Grindon. Tương tự như vậy ở phần 2 la mã tôi để nguyên và hai phần dưới của tôi là 1, 2. Tôi lại kích nhầm thành AB. Tôi có thể đảo lại thành đi Và các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể làm, làm gộp cho một cái văn bản. Chứ không nhất thiết là chúng ta chỉ làm hoặc là bullet hoặc là number hoặc là chúng ta chỉ làm cho một vài dòng sau đó chúng ta không làm nữa hoặc là có cái mà không cần thì các bạn cũng có thể bỏ nó đi bằng cách là các bạn kích chuột lại đúng vào cái biểu tượng đó thì các bạn thấy nó lại quay trở lại từ đầu và nó không còn cái cấp chung của nó nữa.